Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở thực hành toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết số 5. Bài số 1 tính 11 ta trừ cho 6 là bằng 5. 17 mà ta trừ cho 8 là bằng 9. 13 mà ta trừ cho 8 là bằng 5. 14 trừ 5 là bằng 9. 15 mà ta trừ cho 7 là bằng 8. 11 ta trừ cho 8 là bằng 3. 18 ta trừ cho 9 là bằng 9. 12 ta trừ cho 4 là bằng 8. Bài số 2 tính 7 cộng 5 là bằng 12. 5 cộng 7 là bằng 12. 12 ta trừ 7 là bằng 5. 12 ta trừ 5 là bằng 7. 8 cộng 6 là bằng 14. 8 cộng 6 cũng giống như 6 cộng 8, tại vì phép cộng nó có tính chất giao hoán. Giao hoán có nghĩa là hoán đổi vị trí thì cái tổng nó không thay đổi. Con số 8 đứng đầu tiên thì qua đây nó đứng sau. Con số 6 đứng sau thì qua đây nó đứng trước thì cái tổng nó cũng vẫn là bằng là 14. 14 là trừ cho 8 là bằng 6. 14 là trừ 6 là bằng là 8. 9 cộng 8 là bằng 17. 8 cộng 9 là bằng 17. 17 trừ 9 là bằng 8. 17 mà ta trừ cho 8 là bằng là 9. Bài số 3 tính nhẩm. 13 ta trừ cho 3 là bằng 10. 10 ta trừ cho 4 là bằng 6. Cái chỗ này hơi hẹp chứ còn không thì thầy sẽ viết ra là hai bước. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ lấy 13 ta trừ cho 3 là bằng 10 này. 10 ta trừ tiếp cho 4 nên là bằng 6. 13 mà ta trừ cho 7 là bằng là 6. 15 ta trừ cho 5 là bằng 10. 10 ta trừ cho 3 là bằng 7. 15 mà ta trừ cho 8 là bằng 7. 14 ta trừ cho 4 là bằng 10. 10 ta trừ cho 1 là bằng 9. 14 ta trừ cho 5 là bằng là 9. Bài số 4. 18 ta trừ cho 9 là bằng là 9. 9 ta cộng 6 là bằng 15. 15 mà ta trừ cho 7 là bằng là 8. 8 cộng 5 bằng 13. 13 ta trừ 6 là bằng 7. 7 cộng 9 là bằng là 16. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Có 15 vận động viên đua xe đạp, 6 vận động viên đã qua cầu, hỏi còn bao nhiêu vận động viên chưa qua cầu. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy 15 mà ta trừ cho 6. Số vận động viên chưa qua cầu còn lại thêm chữ là vào. Số vận động viên chưa qua cầu là ta lấy 15 ta trừ cho 6 là bằng là 9 vận động viên. Đáp số chín vận động viên. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.